xem tử vi ngày của 12 con giáp ngày 13 tháng 10 năm 2024 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc, vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra trong chất khó khăn. Tử ngày hôm nay khuyên người tuổi Tý nên sắp xếp lại khối lượng công việc khổng lồ để làm mọi việc hiệu quả hơn. Ngoài ra, bản mệnh cần ưu tiên cho những việc quan trọng hơn thay vì ôm đồm nhiều việc cùng lúc. Tình cảm Vận trình tình cảm tồn tại rắc rối, người độc thân càng tỏ ra mạnh mẽ thì lại càng dễ bị tan vỡ mối quan hệ đang tồn tại. Đôi lúc, cần phải tỏ ra yếu đuối, mềm mỏng để dung hòa tình yêu. Tài chính Vận trình tài lộc có điểm sáng nhờ khả năng quản lý tài chính thông minh mà người tuổi này có được cuộc sống sung túc. Cẩn trọng, sức khỏe không đáp ứng cho việc làm nhiều thứ cùng lúc. Tuổi giáp tý có cơ hội thể hiện năng lực chớ chủ quan mà bỏ qua. Tuổi bính tý là mục tiêu công kích của kẻ xấu. Tuổi mậu tý ý thức được điểm mạnh để phát huy. Tuổi canh tý không nên vội vàng đầu tư mù quáng. Tuổi nhâm tý nhận được sự ủng hộ của người thân. Con số may mắn số 7, số 16, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi thân. 2. Tử vi hàng ngày của tuổi sổ công việc. Vận trình công việc của người tuổi sổ trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ thuận lợi. Còn giáp này có thể tìm được cơ hội lý tưởng để chứng minh năng lực và bản lĩnh của mình. Ngoài ra, bản mệnh cần có sự chuẩn bị kỹ càng cho tương lai thông qua các dự định và kế hoạch. Tình cảm, vận trình tình cảm còn đầy rắc rối, mâu thuẫn vụn vặt xuất hiện trong đời sống hôn nhân. Các cặp đôi thường xuyên cãi vã vì những chuyện không đâu. Do không ai chịu nhường nhịn nên hạnh phúc khó bền lâu. Tài chính, vận trình tài lộc ổn định, dự báo sẽ được tăng lương thưởng một cách rõ ràng nhưng cũng cần học cách tiết kiệm cẩn trọng nên biết giữ sự kiên trì tiến bộ và nỗ lực không ngừng nghỉ tội ất sửu quan hệ xã giao gặp trục trặc tội đinh sửu tự hỏi bản thân điều mong muốn thật sự tội kỷ sửu cho nên so đo tính toán với nửa kia tội tân sửu hãy là người bao dung hơn tội quý sửu tình cảm gặp nhiều gắt rối. Con số may mắn số 2, số 4, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi dần. 3. Tử vi hàng ngày của tuổi dần, công việc. Vận trình công việc của người tuổi dần trong ngày hôm nay diễn ra khó khăn, vất vả. Người tuổi dần cần phải thận trọng trong từng quyết định làm ăn, đầu tư tiểu nhân gây họa có thể khiến cho những chủ hộ trước thị phi vào người, thậm chí có thể thua lỗ và mất nhiều thời gian để khôi phục. Tình cảm, vận trình tình cảm không thể nói trước, người tuổi dân làm việc gì cũng cần để ý tới cảm xúc của bản thân hơn. Nếu để cảm xúc lấn át lý trí thì khó trở thành những quyết định sáng suốt trong thời gian này. Tình cảm. Tài chính, vận trình tài lộc cảm sát Tử Vi nhắc nhở con giáp này cần thận trọng hơn cho quá trình quản lý chi tiêu nếu không muốn gặp khó khăn về tiền bạc. Cẩn trọng, không nên để hào quang danh vọng che mờ mắt. Tuổi giáp dân nhận được sự yêu mến của người khác. Tuổi bính dân nên quyết đoán hơn với các vấn đề. Tuổi mậu dân có sự cố gắng và cần giữ tỉnh táo khi làm việc. Tuổi canh dân chạm tay vào cơ hội đáng quý. Tuổi nhâm dần tìm được người chung có mục tiêu với mình. Con số may mắn số 29 Số 11 Màu sắc may mắn màu cam Quý nhân phù trợ Tuổi mùi 4. tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc Vận trình công việc của người tuổi mão trong ngày hôm nay diễn ra vất vả đủ đường. Còn giáp này được khuyên nên tránh xa việc đầu tư hay làm ăn lớn để không vướng phải thị phi thất bại. Nhìn chung thì cách cư xử nhanh nhẹn và thảo vát giúp bản mệnh giải quyết được nhiều vấn đề gặp phải lúc này. Tình cảm Vận trình tình cảm lãng mạn ấm áp, người độc thân dễ dàng tìm được người gần gũi có thể thấu hiểu nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất đời sống hôn nhân lúc nào cũng viên mãn và nồng nàn đem lại cho cả hai những cảm giác tuyệt vời khi ở cạnh nhau. Tài chính, vận trình tài lộc xem lại, bản mệnh đang cảm thấy thua kém những người cộng sự của mình, cùng bỏ ra công sức, tương đương nhưng lại không bằng họ. Cẩn trọng, yêu đương và có sự tự do nhưng chỉ muốn ngồi một mình mơ mộng. Tội, ất mạo, sẵn sàng bắt tay vào các công việc. Tuổi Đinh mão dễ bị thị phi đeo bám và gây hòa. Tuổi Kỷ mão bỏ ngoài tai ý kiến của người ngoài. Tuổi Tân mão đắc tội tiểu nhân vì là nói thiếu suy nghĩ. Tuổi Quý mão nên đánh giá vấn đề toàn diện hơn. Con số may mắn số 21, số 4, màu sắc may mắn màu xanh dương quý nhân phù trạng tuổi thân. năm. Tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc. Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra tương đối ổn thỏa. Một lưu ý quan trọng lúc này là người tuổi thân cần phải giữ cho đầu óc thoải mái, tỉnh táo để không đưa ra những quyết định sai lầm. Ngoài ra tránh công kích đối tác hay đồng nghiệp bằng những lời nói lẫn hành động. Tình cảm, vận trình tình cảm, cãi vã thường xuyên, Tử vi ngày hôm nay khuyên con giáp này cần có cách cư xử khôn ngoan để hạn chế xảy ra cãi vã. Nếu là nữ giới thì cố gắng nhúng nhường để giữ hòa khí trong gia đình. Tài chính, vận trên tài lộc khởi sắc, bản mệnh có quyền đề xuất tăng lương, thưởng tương xứng với công sức bỏ ra. Cẩn trọng, ăn không ngon, tăng giảm cân nặng, bất thường do thổ khí vượng. Tội giáp thân không nhận được sự ủng hộ của mọi người. Tội bính thân không nên chủ quan cho người khác mượn tiền. Tội mậu thân bất đồng trong mối quan hệ vợ chồng trở nên gay gắt. Tội canh thân cân nhắc cẩn thận nếu định đầu tư. Tội nhâm thân quan hệ với gia đình lạnh nhạt xa cách. Con số may mắn số 19, số 7, màu sắc may mắn màu đỏ, màu nâu quý nhân phù trợ tuổi giàu sáu tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng suôn sẻ người tuổi tỵ nhanh chóng đạt được những thành tựu rực rỡ trong công việc riêng những người làm kinh doanh thì có thể tìm kiếm được đối tác tiềm năng như ý trong thời gian này tình cảm Vận trình tình cảm êm đềm viên mãn. Tử vi ngày hôm nay dự báo người tuổi tỵ có thể xảy ra cãi vã mâu thuẫn với người trong nhà. Trong bất cứ tình huống nào cũng cần thể hiện sự chân thành, tin tưởng lẫn nhau. Tài chính, vận trình tài lộc khởi sắc. Tử vi ngày hôm nay cho thấy bản mệnh không ngừng nỗ lực để đạt được khoản lương thưởng như mục tiêu. Cẩn trọng, cơ thể thiếu nước khiến việc lọc máu không còn hiệu quả tội ất tỵ gặp mâu thuẫn với mọi người tội tinh tỵ tranh cãi gay gắt với những người xung quanh tội kỷ tỵ chở đắc tội với người quyền cao chức trọng tội tân tỵ nên suy nghĩ thấu tình đạt lý tội quỷ tỵ đừng làm việc khiến bản thân phải hối tiếc con số may mắn số 31 số 42 màu sắc may mắn màu vàng quý nhân phù trợ tội thân 7. Tử vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc Vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông như ý. Trí tệ thông minh cho biết con giáp này thích hợp với những công việc mang tính nghiên cứu, học thuật. Sự nghiệp trên đà phát triển, xong đừng quá kiêu ngạo hay bảo thủ nếu không sẽ khó thành công trong thời gian này. Tình cảm Vận trình tình cảm vô cùng vượng sắc, đào hoa nở rộ giúp người tuổi ngọ độc thân dễ dàng tìm được bến đỗ bình yên. Bản mệnh có thể cho họ lẫn mình một cơ hội để tìm hiểu. Nếu không hợp thì dừng lại nhưng cũng là cho cả hai thêm cơ hội. Tài chính vận trình tài lộc gỡ gối, con giáp này có tài ứng biến linh hoạt nên có thể gỡ bỏ được áp lực tài chính ở hiện tại cẩn trọng sức khỏe xuống dốc nghiêm trọng do ảnh hưởng của ngũ hành hỏa sinh thổ. Tuổi bỉnh ngọ chưa biết cách vượt qua khó khăn. Tuổi giáp ngọ có nguy cơ hao tài tốn của. Tuổi mậu ngọ uy tín có thể bị giảm sút nghiêm trọng. Tuổi canh ngọ hãy xác định đúng nguyên nhân để có thể giải quyết vấn đề. Tuổi nhâm ngọ ham mà làm ít đi thời gian dành cho gia đình. Con số may mắn số 12, số 9, màu sắc may mắn, màu xanh, quý nhân phù trợ, tuổi tuất. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi, công việc. Vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra có chút bấp bên. Người tuổi này được khuyên làm việc gì cũng cần tập trung, chỉnh chu tru. Nếu cứ chọn cách làm việc tùy tiện thì vừa thể hiện mình là người thiếu chuyên nghiệp, vừa không đạt được hiệu quả cao trong công việc. Tình cảm, vận trình tình cảm chịu nhiều thương tổn. Chính vì con giáp này đặt quá nhiều niềm tin ở người bạn đời của mình nên dễ bị đối phương lợi dụng. Một số khác luôn cảm thấy dây dứt vì những sai lầm trong quá khứ. Tài chính, vận trình tài lộc đi xuống, nhẹ già cả tinh là một trong những nguyên nhân khiến tiền bạc cứ không cảnh mà bay. Cẩn trọng, dễ bị tiểu nhân đâm trọt và che xấu. Tội ất môi, tự tin vào bản thân để có thể gặt hái thành công. Tội đinh môi, nhận được sự tin cậy của cấp trên. Tội kỷ môi, sắp xếp công việc phù hợp. Tội tân môi, cần liều lĩnh hơn với các quyết định trong công việc. Tội quý môi, nảy sinh nhiều mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân. Con số may mắn số 10, số 20, màu sắc may mắn màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi mão 9. tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra dần được củng cố cách cơ sở hợp tình hợp lý lại giỏi ứng biến nên dạy thấy người tuổi này đang được cấp trên trọng dụng ngoài ra các mối quan hệ xã giao gắn bó bền chặt đem lại cho con giáp này những cơ hội vàng trong làm ăn tình cảm vận trình tình cảm trong sáng giản đơn những người mới quen nhau không muốn vượt quá giới hạn Điều này vô tình khiến cho cả hai cảm thấy hụt hẫn. Người độc thân lên kế hoạch bài bản để tiếp cận người mình cảm mến. Tài chính, vận trình tài lọc có lợi, sự thông minh, khéo léo đem lại cho con nhấp này những khoảng hời trong công việc. Cẩn trọng, tránh đắc tội với người khác vì cái tôi tự kiêu. Tội giáp thân, nhận được sự dịu dắt của người khác. Tội bính thân, ti tiện nói năng dễ gây hiểu lầm. Tội mậu thân đừng nên kiêu ngạo vì thành tích của mình. Tội canh thân làm việc độc lập nên gặp ít nhiều khó khăn. Tội nhâm thân nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Con số may mắn số 4, số 5, màu sắc may mắn, màu xanh dương. Quý nhân phù trợ, tuổi 10. Tử vi hàng ngày của tuổi giàu công việc vận trình công việc của người tuổi giàu trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ như mơ. Những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sẽ áp dụng được tài hoa của mình, còn những ai làm trong lĩnh vực nghiên cứu sáng tạo sẽ tìm được cơ hội cải thiện nguồn thu nhập. Tình cảm Vận trình tình cảm trang đầy khởi sắc, người tuổi giàu dám nói lên suy nghĩ và bày tỏ cảm xúc với người mình yêu mến những người đã lập gia đình còn giảm hy sinh cho người mình yêu đều không phải ai cũng làm được. Tài chính, vận trình tài lộc dồi dào, dò. phúc lộc đầy đủ đem lại cho con giáp này cuộc sống sung túc ngoài sự mong đợi. Cẩn trọng, có chút kiêu ngạo bướng bỉnh nên không được lòng nhiều người xung quanh. Tội ất dậu, trở nên chủ quan kiêu ngạo khi giải quyết công việc. Tội đinh dậu, công việc bận rộn ảnh hưởng tới sức khỏe. Tuổi kỹ dậu không nên hành xử độc đoán, áp đặt. Tuổi tân dậu học cách tiết kiệm để ổn định tài chính. Tuổi quý dậu hãy chủ động giữ khoảng cách với mọi người. Con số may mắn số 3, số 8, màu sắc may mắn màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi sửu tuổi dân. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi tuất công việc vận trình công việc của người tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra khó khăn vất vả người tuổi tuất có thể sớm trở thành đối tượng lợi dụng của kẻ tiểu nhân do để lộ sơ hở lời khuyên dành cho con giáp này là nên nâng cao thái độ cảnh giác để không trở thành mục tiêu nhòm ngõ của người xung quanh tình cảm vận trình tình cảm cãi vã thường xuyên, bản mệnh có xu hướng tỏ ra mạnh mẽ và có phần chiếm thế thượng phong trong mối quan hệ tình cảm với người ấy. Cãi vã thường xuyên có thể dẫn tới nguy cơ rạn nứt nếu không mau chóng tìm cách gỡ gối. Tài chính, vận trình tài lộc còn cứng nhắc, bù lại thì khả năng xoay sở và kiếm tiền của con giáp này không trễ chê vào đâu được. Cẩn trọng, dễ bị lợi dụng do suy nghĩ đơn giản tình người. Tuổi giáp tuất nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tuổi bính tuất chi tiêu phung phí dễ rơi vào cảnh khó khăn. Tuổi mậu tuất nên đề phòng trước những lời nói của người lạ. Tuổi canh tuất nên hạ cá toi của bản thân xuống. Tuổi nhâm tuất hãy kiên nhẫn hơn với người trong nhà. Con số may mắn số 13, số 5. Ngo sắc may mắn màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi thân 12. tử vi hàng ngày của tuổi hợi công việc vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra hung cát đan sen tuổi hợi được đánh giá cao bởi cách làm việc nghiêm túc quyết đoán và cầu toàn tuy nhiên mặt trái của cầu toàn đó là dễ tạo áp lực cho mình vì luôn tỏ ra nghiêm khắc với bản thân trong mọi tình huống tình cảm vận trình tình cảm đẹp đẽ vững vàng người tuổi này là người có khoảng cách trong tình yêu nên họ để hạnh phúc của mình trôi qua nhưng hãy xây dựng hạnh phúc bằng chính tình yêu thật sự đừng xây dựng bằng tiền nhưng nếu thiếu tiền thì sẽ tạo thành gánh nặng khủng khiếp tài chính vận trình ta lộc bất ổn điềm bảo có người phai tiền lợi dụng tiền bạc của bạn để phục vụ cho công việc của họ cẩn trọng hòa thị phi bổ quay và dễ bị tiểu nhân ghen ghét tội ất hại quan tâm hơn tới các thành viên trong gia đình tội đinh hại chỉ nên lắng nghe góp ý của những người xung quanh tội kỹ hại nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo tội tân hại làm việc cực lực, không có thời gian nghỉ ngơi. Tội quý hài, sẵn sàng cống hiển cho tập thể. Con số may mắn, số 51, số 12, màu sắc may mắn, màu vàng. Quý nhân phù trợ, tội tuốt,